chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp các con trong giờ học ngày hôm nay. Trước khi bước vào giờ học, cô có một câu đố muốn đố các con. Chúng mình hãy cùng lắng nghe và đoán xem đó là ai nhé. Ai người vất vả sớm chiều, chăm lo đồng ruộng, cây trồng tốt tươi? Đó là ai nhỉ? À, đó là bác nông dân đấy các con ạ. À, chúng mình có muốn gặp bác nông dân không? Chúng mình hãy cùng gọi to bác nông dân nhé. 1, 2, 3. Bác nông dân ơi! Bác xin chào tất cả các bé. Các bạn nhỏ có biết trên tay bác là cái gì không? Đúng rồi đó, là cái cuốc đấy. Cái cuốc là một trong những công cụ làm việc của nghề nông. Và các bé có biết nghề nông sẽ làm những gì không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nghề nông nhé. Các con hãy vẫy tay chào bác nông dân để cùng nhau vào bài học nào. Đố chúng mình biết đây là hình ảnh gì? À, trên đây là hình ảnh các bác nông dân đang làm việc đấy. Công việc của bác nông dân là trồng lúa, rau và hoa quả đấy ạ. À, các con thấy trang phục của bác nông dân như thế nào? Có màu gì nhỉ? À, đúng rồi, trang phục của bác nông dân rất đơn giản và có màu nâu đấy các con ạ. À, các con có biết vì sao trang phục của bác lại là màu nâu không? Đúng rồi, cuộc sống nông thôn thì buộc con người phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lúc nào cũng chân nấm, tay bùn, nên không thể mặc quần áo màu sáng được. Trang phục của bác nông dân thường là màu đen, màu nâu và những màu tối đấy ạ. À, để tạo ra những sản phẩm của nghề nông, công việc đầu tiên bác làm gì đây? À, bác cày bừa cho đất mịn, dễ cấy lúa hơn. Sau đó bác làm gì? Sau đó bác gieo mạ. Khi gieo bác đánh thành từng luống, gieo đều tay. Tiếp đến bác làm gì nhỉ? À, bác cấy lúa đấy. Bác cúi khom lưng, tách từng cây mạ từ khóm mạ rồi cắm xuống ruộng, theo từng hàng thẳng đều, thật là ngay ngắn đấy. Để cây lúa lớn nhanh, bác nông dân phải làm gì chúng mình biết không? À, đúng rồi đấy. Hằng ngày bác phải chăm sóc cho cây lúa như là bón phân, làm cỏ và phun thuốc sâu để diệt bệnh cho cây lúa. Rồi bác bơm nước vào ruộng. Nhờ có sự chăm sóc của bác nông dân, theo thời gian cây lúa lớn nhanh, trổ bông, kết hạt và tạo thành bông lúa. Cánh đồng lúa ngày một chín rộ và ngả màu vàng, trông rất đẹp mắt đúng không nào? Và đây cũng là dấu hiệu báo cho người nông dân biết là lúa đã chín và đến mùa thu hoạch. Khi lúa đã chín, bác nông dân sẽ làm gì? À, các bác nông dân sẽ đi cắt lúa đấy các con ạ. À, công việc vất vả của bác nông dân không chỉ dừng lại ở việc cắt lúa, mà cắt xong các bác còn phải làm gì nhỉ? À, các bác còn phải xếp ngay ngắn, cho vào máy tuốt. Máy tuốt sẽ hoạt động và cho ra những hạt thóc sạch sẽ. Sau đó, bác mang thóc đi đâu đây các con? À, bác mang thóc đi phơi đấy. Có thể phơi ở sân nhà, đường làng và những nơi nhiều ánh nắng thì thóc mới nhanh khô. Sau khi thóc đã khô, bác làm gì? À, khi thóc đã khô, bác mang thóc đi xay sát thành gạo, nấu thành cơm mà hàng ngày chúng mình vẫn ăn đấy. Các con ơi, ngoài hạt gạo, bác nông dân còn làm ra những sản phẩm nào nữa nhỉ? À, đúng rồi, bác nông dân còn trồng rau, ngô, khoai, sắn, trồng hoa, cây ăn quả, chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm, cho ra rất nhiều sản phẩm khác nhau để cung cấp cho chúng ta lương thực, thực phẩm, thức ăn hàng ngày đấy. Các con ơi, để làm ra những sản phẩm như vậy, đố các con, bác nông dân sử dụng những dụng cụ nào?
Đúng rồi, đó là cái cày, cuốc, bừa, liềm, quang gánh, máy gặt và máy tuốt lúa. Đó là những công cụ bác nông dân thường sử dụng để làm những công việc của nghề nông đấy. Những sản phẩm như lúa, gạo mà bác nông dân đã làm ra rất cần thiết cho con người. Vì vậy, các con phải làm gì để tỏ lòng kính trọng các bác nông dân? Các con phải biết ơn, kính trọng các bác nông dân, nâng niu những sản phẩm bác làm ra. Khi ăn cơm phải ăn hết suất, không được bỏ thức ăn thừa nhé. Vì bác nông dân đã không quản mưa nắng, vất vả mà các bác đã rất vui vẻ, hăng say lao động, mang ấm no đến cho chúng ta đấy. Các con ơi, có rất nhiều các ngành nghề khác nhau và làm ra những sản phẩm khác nhau đấy. Mỗi nghề mang một nét đặc trưng riêng, nhưng các ngành nghề đều có ích cho xã hội. Các con phải biết trân trọng và yêu quý, biết ơn người lao động nhé. Và bây giờ, chào mừng các con đến với trò chơi Ai Thông Minh? Các con hãy nhìn lên đây và đoán xem đâu là sản phẩm của nghề nông nhé. Đó là rau củ quả và lúa gạo đấy. Tiếp theo, đâu là công cụ giúp các bác nông dân làm việc nhỉ? Đúng rồi, đó là cuốc và liềm. Đâu là con vật giúp bác nông dân cày ruộng nào? Đó là con trâu đấy. Và đâu là phương tiện giúp bác nông dân làm việc? Đó là máy cày, máy gặt lúa. Vậy là giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các con ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, bố mẹ và tìm hiểu về nghề nông thông qua bài học của cô ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.